nè, cứ 5 giờ chiều là nó ra đây nó đổ, tại vì hôm qua là tôi cứ cho nó một cái gì cho năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Chú chó đáng yêu gây sốt vì cứ đúng 5 giờ là ra quán ngồi xin ăn của khách. Ai muốn nói gì thì nói, miễn sao cái bụng của tôi no là được. Bố mày đang nói thật. Và đó là lý do cứ 5 giờ là tôi ra giữa quán tôi ngồi vậy đó. Ai cho tôi ăn thì cho, không cho thì tôi cũng ngồi đó, tới khi nào cho thì thôi. Đó là tiêu chí sống của chú chó này, khi buổi chiều nào cũng ra ghế ngồi chờ chực khách tới mua cá viên chiên rồi lại gần để xin ăn ké. Ngày thường cũng vậy, mà ngày mưa cũng thế, bất chấp khách dễ tính hay khó tính, khách keo kiệt hay kia bo, ai mà không cho là nó ra ngoài sau nó ngồi, nó nghe lén người ta nói chuyện, xong nó khều như kiểu, nãy giờ hai anh chị nói gì tôi nghe hết rồi đó nha, hoặc là cho tôi vài miếng cá viên chiên, hoặc tí tôi vô, tôi kể cho cả cái xóm này nghe chuyện nãy giờ hai anh chị nói, chọn đi. Kiểu gì thì khách cũng cho nó ăn, không phải vì khách sợ nó kể chuyện cho người ta nghe, mà thấy nó nhiễu nước giải gớm quá, nên thôi đành cho nó một miếng vậy. Bố mình nhịn lâu lắm rồi đi nhá. Chứ cái mặt nó dày cả xóm này ai cũng biết đến hết á. Nói thì nói vậy chứ nhờ có chú chó này ra ngồi mỗi ngày nên khách cũng thường xuyên ghé quán để xem độ mặt dày của nó, rồi mua cho nó ăn vài miếng cá viên chiên như chị trong clip này vậy nè. Tốn một xô xúc xích hết 25k, một ly trà dâu gần 50k, mà nó ăn xong nó không thèm sủa cảm ơn một tiếng, còn biểu thị khuôn mặt như kiểu này cho ăn hơi ít đó nha. Đúng là không có gì ngoài cái bụng không đấy, với cái mặt dày hơn mặt đường mà. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Yêu Lu, nhớ ấn đăng ký kênh để xem thêm các video hay tiếp theo nhé.